Ôi ngồi con ngồi thì sẽ nhấc ngồi luôn kìa. Giờ đi chị. Giờ đi. Giờ đi giúp lúa, giờ chị cháu rồi. Quá dữ rồi. Ôi ôi mình ngồi cậu luôn nè. Ờ quá cháu con nha. Rồi. Đang ngồi lên. Ôi ôi được kìa, đúng sẵn luôn. Rồi, 93 đang di chuyển chuẩn bị xuống đồng. Bữa nay anh em mình giải trí đến kinh Dũng miền Tây mình ha. Máy này thì 93. Hàm 95. Bánh 9. Máy này chạy bao phê luôn anh em ơi. Ba này chạy cũng hơi còn bốc quá bốc anh em ạ. Ý cha, đóng cái đầu kìa. Ở đây thì mấy miếng này cũng cuối cùng anh em ạ. Chín mươi ba hàm 95, hàm này hàm nói nhà, bánh chín, tiếp theo thì xe kéo đội hình xe kéo đi xuống gom lúa. Ở đầu trồng có cái mương cá dữ lắm. Rồi vừa kéo lúa vừa đi xiệt luôn. DC93 đang đi vô. Xa xa bên kia thì cũng có mấy cây 93 cắt bên kia, xa quá xa. Gần ở đây mình quay cây 93 này. Máy này vượt tiến độ cũng khá là nhanh anh em ơi. Dữ chưa? Chạy kiểu này cái gì chưa nói không? Yeah.
Trời ơi. Ôi. Về lại để bắt chấn. Ôi cha nghiêng. Lèo đề quá đứng rồi. Cái hơi xè xè quá dữ. Ôi ôi mồi không, nãy đi xịt về nhóc mồi luôn kìa. Vừa đi dục lúa mà vừa xịt cá luôn nè, quá nhiều luôn rồi. Ôi ôi mình mong cá bự không ha. Dạ, cá lóc không đó. Rồi. Đang quay đầu lên. Ôi ôi cái kìa, đứng sững luôn. Quá khứ chuyện đám mưa này luôn anh em ơi. Đang thùi lùi. Không biết 93 này có cắt rồi thì không nữa. Thấy quá chuyện à. Như cái lò chảo à. Xe kéo đang đi tiến độ rất là nhanh, trời đang chuyển mưa anh em ơi. Đang thùi lùi luôn. Quá xe lúa này chở quá nhiều, xe này cũng cỡ 8-90 bao á. Đẩy lên phụ. Lúc này thì trời đang chuyển mưa anh em ơi. Tài đang đi tốc độ khá là nhanh. Chà, lúc này có chuột rồi. Ở đây còn mấy miếng này cuối cùng chắc là có chuột. Đó, chụp. Ôi ôi.
rồi, vô lúa luôn, bó tay. Còn để xe 93 với cặp cái bờ. Chạy mất tiêu rồi. Còn lên một đường nữa mới hết. Xe kéo đang ban vô. Ôi nó chạy kìa. Chờ báo báo mà chạy quỷ diệt xe kéo luôn à. Lụm mấy bao nãy rớt nè. Dữ chưa? Nó gì đó. Đấy. Rồi, cắt lúa cũng vừa xong. Mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.